câu hỏi của một số anh chị cũng muốn chia sẻ với mọi người thêm một chủ đề nữa ờ, chủ đề này thì ông đặt tên là ba sai lầm gây ra thua lỗ lớn của nicolas davat thì thực ra thì uh, nếu mọi người chưa biết nicolas davat là ai thì chia sẻ với mọi người ở đây đây là nicolas davat đó uh, thì uh, davat ý, thì ông davat thì ông là một vũ công thì ông davat ông là một vũ công ông davat thì uh, Ông là một vũ công chuyên đi gọi lưu diễn vòng quanh thế giới và những năm 1950 thì ông ấy nổi tiếng. Thực ra năm 1950, những năm 1950 1960 thì ông ấy ông ấy kiếm khoảng từ 36.000 đô la từ cái gọi là ngày xưa gọi là từ cái số cổ phiếu được lương hay được thưởng từ một người bác gì đấy đúng không? Từ 36.000 đô la. Thì trong khoảng 18 tháng thì ông ấy kiếm lên khoảng 2 triệu đô mà ông ấy là một vũ công ông ấy đi mọi người biết là ông ấy đi du lịch vòng quanh thế giới tức là ông ấy du lịch vòng quanh thế giới ông ấy đi lưu diễn nha mọi người ông ấy đi lưu diễn vòng quanh thế giới mà ông ấy kiếm được ba hai triệu đô la mà chỉ từ trong 18 tháng nên nếu ai mà bảo bận thì bận không đầu tư được thì cũng nghĩ là chưa hẳn là đúng đâu vì ông ấy đi lưu diễn là mọi người biết là ông không bao giờ có thời gian xem bảng real time mà tức là xem bảng trực tiếp được mà ông ấy toàn phải nhờ máy điện tín và khi ông chạy vòng quanh thế giới ông lưu diễn thì mỗi lần ông sẽ ra chỗ đấy ông xem cái bảng là ông phải chậm ông ấy chậm hơn rất nhiều và thậm chí cuối ngày ông phải đặt lệnh đặt trước đúng không và ông ấy là vũ công và ông ấy tạo ra cái lý thuyết hộp đa vát bóc Nhưng mà trong cuộc đời đầu tư của đa vát, thì ông cũng có lần ông bị thất bại khi ông ấy lên được khoảng 500.000 đô la đầu tiên và sau đó ông ấy lại về khoảng 200 hoặc khoảng 300.000 Uh, rất nhiều lần lên xuống và ông ấy đúc rút ra một cái để giúp cho những nhà... và có lần ông ấy mua cả được vị trí ở phố Wall uh, gần phố Wall nhất và sau đó lần đấy thì ông thất bại nhiều nhất những lần ông nghe những người tư vấn những người bạn mà ông cũng thua lỗ và ông ấy đúc kết ra một cái rất là hay nếu ai chưa đọc quyển tôi đã kiếm 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán như thế nào thì mọi người có thể đọc với Nicolas Davat mọi người ta đọc với Nicolas Davat cực kỳ hay Ông có hai quyển sách, một là tôi kiếm 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán như thế nào và phố buon một lát ve gát rất khác thì đấy là hai quyển sách mà ông nghĩ à cũng rất dễ đọc và cực kỳ dễ hiểu cho nhà đầu tư nào mới tham gia thị trường đấy là khuyên của ông. À thì ông ấy nói một câu là hầu hết thất bại lớn nhất của bạn sẽ đến từ ba điều. Một là khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn. Thì cái điều này là một cái ông nghĩ à ai cũng gặp. Tại vì thực ra đợt này ông gặp rất nhiều anh chị đúng không khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn thì ví dụ như trong thời gian vừa rồi rất nhiều anh chị khi tham gia thị trường đúng không thì ví dụ như nguyên tắc cắt lỗ này cắt lỗ năm cắt lỗ 10 thì rất nhiều nhà đầu tư không chịu thực hành nguyên tắc đó ông ví dụ đợt rồi có rất nhiều người ví dụ có rất nhiều cổ phiếu ví dụ như là Tết công banh trong banh thì chắc Techcombank công banh là giảm ít nhất thì lấy ví dụ Techcombank công banh là giảm ít nhất thì ví dụ ai mua ở cây break này, không nghĩ là tương đối cao đó, thì năm phần trăm của nó là cây này, thì năm phần trăm nó sẽ thủng ở đây, thì nếu ai mà không cắt đỗ cây này, thì là nếu ai mua break cây này mà không cắt cây này là sai đúng không? Nếu mà mua giá cao, còn ai mua nền này mà nếu khi nó rơi thủng này năm phần trăm mọi người không cắt là sai đúng không? Vì lúc ấy rất nhiều anh chị có đồng hành TV muốn nói là khi thủng năm hai mọi người chỉ bán, đó ít nhất là bán một nửa. Đúng không? và nếu mà không bán ở cây này thì là mọi người sẽ sau đó nó thủng ở đây, đúng không? Sau đó là hồi lại cũ, đúng không? thì nếu mọi người không bán khi cổ phiếu vi phạm là mọi người sẽ bị sai lầm rất nhiều đúng không và sau đấy mọi người sẽ ôm cổ phiếu mãi và ví dụ hòa phát đúng không? khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn đây ví dụ khi hòa phát bạn mua thăm dò ở đây và đến cây này là vi phạm nguyên tắc của bạn rồi. 5 đến 10 phần trăm là vi phạm của bạn nếu mọi người không bán thì mọi người bây giờ nói về đến đây đúng không hoặc là rất nhiều cổ phiếu ông nghĩ là anh chị nào cũng gặp trong thời gian vừa rồi mình tin chắc là ai cũng gặp và có căn bản là mọi người có dám nhận sai của mình không luôn? còn ai cũng gặp tại vì tất cả cổ phiếu giảm mạnh như thế mà có nguyên tắc cắt lỗ mà không cắt lỗ là sai rồi đúng không cắt lỗ mà không cắt lỗ là sai rồi đúng không khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn đấy là nguyên tắc cắt lỗ đúng không hoặc là khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn nếu là nguyên tắc chốt lời Còn ví dụ đúng không nếu mà tất nhiên cái bắt đáy thì cũng không nói bắt đáy thì cũng không nói nhưng ví dụ ai ví dụ hòa phát đây khi mọi người lên mà nó lên đoạn này mọi người không chốt lời đúng không để nó giảm phát từ đây về đây là sai rồi nó về thẳng một vạch trong khi mọi người lãi được 10 phần trăm không bán không này để lỗ đúng hoặc ví dụ như là có một cổ phiếu nào đó mà có thể lấy ví dụ cũng được rất nhiều cổ phiếu mà nó có thể uh, làm cho mọi người thiệt hại nếu mọi người không có mb đi ví dụ mb đúng không? khi ở ở đây nó có nguyên tắc chốt lời khoảng 15 20 phần thì ví dụ lên đây khi nó đảo chiều mọi không bán cái gì mà không đặt lệnh dừng lỗ à dừng lãi là tự nhiên mọi người mất hết lãi và sau đó lại giảm về đây nó vi phạm hết nguyên tắc mà không bán đúng không ví dụ thế hoặc kia này khi nó phù đến đây nó cho mọi người bán thoải mái mà không bán để nó về đến như này đúng? hoặc là trước cùng có nhớ là con gvd Đấy rất nhiều người hỏi ví dụ đây là điểm mua ở gvd đúng không và đây là điểm chốt lời gvd đây là vùng 15-20% mà khi nó đảo chiều mọi người không đặt lệnh dừng lãi đúng không mọi người để nó về giá vốn và thậm chí lỗ đúng? thì đấy là khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn trong đầu tư ấy, thì nó nguyên tắc mua này nguyên tắc bán này đúng không nếu mọi người từ bỏ nguyên tắc của mình thì chắc chắn mọi người sẽ à đúng rồi ví dụ anh chị về đây đúng không mua ở đây đến khi mà nó vi phạm nguyên tắc mọi người không bán đúng không để nó về đến đây đúng không? thì đấy là một cái ông nghĩ sẽ rất đáng tiếc nếu ai mà dính phải nguyên tắc này và ông Davat thì ông muốn đưa cho mọi người một cái đó là khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn nếu mà anh chị đầu tư ấy, mà bỏ nguyên tắc của mình đi ấy, thì ông nghĩ rằng đấy sẽ là một cái thất bại sẽ cực kỳ đau khổ của mọi người trong cái quá trình mọi người giao dịch sau này đấy là mình chia sẻ với người có những nguyên tắc để mọi người nhớ rằng thứ nhất là nguyên tắc mua mọi người mua khi nào ví dụ trong thị trường như này trong thị trường như này nói rất nhiều anh chị bảo hùng là hùng ơi sao em cứ ngồi chờ Chứ các thứ hùng bảo là ra <laughs> cái việc chờ là việc tốt nhất mọi người có những lúc mình không nên làm gì cả thực ra không phải là mình không làm gì mà mình vẫn luôn quan sát thị trường nhưng thực sự là mình không thấy cơ hội không thấy cơ hội vì sao vì cái hệ thống đầu tư đang ở tia của hùng ấy khi mà thị trường nó tạo đỉnh thì hùng sẽ tham gia trở lại tham gia ở đây là tham gia đúng nguyên tắc mua nhé ờ, khi mà cổ phiếu vách điểm mua là khi mà nhưng mà còn về đang đánh giá thị trường chung thị trường chung nó sẽ đảo xu hướng nếu mà nó xuất hiện phiên bùng nổ thế nào bắt đầu một nỗ lực phục hồi mới còn những điểm mua bắt tay hoảng loạn thì anh chị nào là khách hàng TV mọi người đều biết hùng chỉ xếp điểm mua đấy khoảng mua năm mười ai tích thì hai mươi ba mươi thôi chứ chẳng bắt đầu nói là thị trường nó sẽ đảo chen và nó chỉ xuất hiện nếu mà có phiên bùng nổ theo là xảy ra còn khi nó chưa xuất hiện thì hùng sẽ không bao giờ nói thị trường nó bước vào một xuồng tăng mới đấy là phải chia sẻ mọi người như thế nên là căn bản là không có cổ phiếu đạt tiêu chí mua tức là vào thi khi đó thị trường nó chưa đạt tiêu chí mua của hệ thống TVE nên hùng không thể khuyến nghị mọi người được vậy thì trong đầu tư mọi người phải nhớ rằng mọi người phải có nguyên tắc mua đấy, khi nào mọi người mua đó khi cổ phiếu tích nền khi mà thị trường nó bước vào một xu hướng tăng khi cổ phiếu break trên những nền tảng tin cậy ví dụ giai đoạn này khi mà thị trường nó bắt đầu bước vào xu hướng tăng đây bắt đầu bước vào xu hướng tăng đó mỗi lần thị trường bước vào xu hướng tăng thì mọi người sẽ mua được rất là dễ nhưng mà khi thị trường đang ở trong xu hướng giảm mọi người không mua được thì về nguyên tắc bán ấy, thì nó sẽ có khá nhiều nguyên tắc nhưng mà hùng chỉ chia sẻ mọi người vài cái nguyên tắc để cho mọi người có thêm kinh nghiệm thôi tất nhiên có một số anh chị có có chia sẻ câu hỏi hùng thì thực ra là nó sẽ có vài cái sẽ có vài cái mà người sẽ cần nhớ trong quá trình mọi người đầu tư đúng không? Ví dụ như mọi người sẽ nhớ về Nó có vài nguyên tắc đây mình chia sẻ vài cái cho mọi người có thêm kinh nghiệm nha. Chưa nó sẽ có vài nguyên tắc. Tất nhiên thì trong khóa học thì cũng sắp tới mình sẽ chia sẻ mọi người trong cái khóa học mình chia sẻ cho mọi người kỹ hơn mình có chia sẻ một vài anh chị một vài cái mọi người sẽ nhớ. Cắt lỗ thì mọi người sẽ để đâu đó khoảng năm mươi Tất nhiên thì nó là một nguyên tắc đơn giản nhất đúng không? Có thể là nguyên tắc nguyên tắc gốc nó sẽ là năm mươi vì nó là bảo toàn vốn của mọi người thì mọi người sẽ cần phải nhớ nguyên tắc này tất nhiên thì khi nào mà anh chị tìm hiểu sâu giao dịch nhiều thì mọi người biết là không đơn giản chỉ là 50 phần trăm đó có thể nó sẽ là ví dụ của khi cổ phiếu rơi nền khi cổ phiếu rơi khỏi nền tảng tích lũy đó ví dụ khi cổ phiếu đang tích lũy nó rơi nền hoặc có bật điểm mua nó rơi nền ví dụ con VGT ví dụ thế đúng không? khi nó tích nền đây nó rơi nền đây đúng không? là mọi người sẽ phải bán ví dụ thế khi nó rơi nền nó ví dụ Techcombank nó rơi từ cái nền này đúng không? đây là phiên nó rơi nền của nó đúng không? và đây là vi phạm nguyên tắc bán của nó thì mọi người sẽ cần phải bán từ từ cái phiên đó, ví dụ thế. Hoặc khi là ví dụ cả cả G bây giờ, khi nó đang tích nền lên nó rơi nền hoặc là đợt rồi có Nam Kim, Hoa Sen, Hòa Phát. Với ông Hoa Sen, đây là phiên rơi nền của nó, đúng không? Thì mọi người sẽ bán khi nó rơi nền thì có thể 5 5 10% sau đấy là nguyên tắc rơi nền nó có rất nhiều nguyên tắc trong cắt lỗ thì mọi người sẽ bị đúng không? Thì còn một nguyên tắc nữa là chốt lời. Thì mọi người sẽ phải nhớ đúng không? Chốt lời thì mọi người sẽ dùng khoảng 15 20% là một hai là chốt lời khi chủ tạo đỉnh thì cái này tạo đỉnh này cái này làm cái rất khó thì mọi người sẽ cần phải, phải nghiên cứu kỹ hơn trong quá trình mọi người giao dịch đấy Hùng chia sẻ mọi người về cái nguyên tắc mua à, nguyên tắc bán thôi đây là nguyên tắc bán đúng không thì mọi người phải nhớ đấy là cái cách mọi người sẽ nhớ còn mua thì mọi người sẽ cần phải nhiều cái hơn thì đấy là một theo bán nó cũng có vài cái nữa đấy vài, vài cái khá nhiều thì cái này thì Hùng có chia sẻ với anh chị khách hàng anh chị khóa học của tv trong buổi 6 thì mọi người sẽ sẽ hướng dẫn chia sẻ kỹ hơn cho mọi người. Nhưng đấy là ý ông Davat là khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn thì anh chị trong đầu tư ấy thì khuyên mọi người là đừng bao giờ bỏ nguyên tắc của mình. Cũng biết là rất nhiều anh chị xem livestream này thì cũng giật mình mà ơ mình cũng có nguyên tắc cắt lô. Mình cũng có nguyên tắc chốt lời mà sao cuối cùng mình chẳng làm như thế. Mình chẳng làm như thế. Đúng không? Thì đấy là một cái mà sau này mọi người sẽ đúc rút kinh nghiệm, nghĩa nghĩ là đấy là một cái mọi người sẽ lưu lư ý. Ông Davat ông nói một câu thứ hai là khi bạn trở nên quá tự tin thì thực ra cái này thì cái mà Mọi người có lẽ cũng sẽ còn thấm vào Hùng rất là nhiều đó Ví dụ đợt trước thì Hùng có bảo mọi người rất nhiều phiếu nó sẽ tạo đỉnh ở vùng này Mọi người không tin đúng không? Rất nhiều anh chị vào chửi bới loạn xã hết cả lên Đúng không? Cuối cùng nó rất nhiều phiếu tạo đỉnh thật. Ví dụ mọi người nhớ banh chứng banh banh có lẽ là dòng nó tạo đỉnh ở đoạn này nhiều nhất. Banh là dòng tạo đỉnh ở đoạn này nhiều nhất. Có lẽ rất nhiều phiếu banh nó đã tạo đỉnh lớn ở vùng này chứ không phải đỉnh vừa rồi đâu. Nó tạo đỉnh lớn chắc là vùng này liên việt cái thứ nó sẽ tạo đỉnh ở vùng này chứ không phải đỉnh vô rồi đỉnh vừa rồi là đỉnh nó kéo phân phối nốt thôi đúng không thì rất nhiều người khi bạn trở nên quá tự tin là gì ạ là khi mọi người tìm kiếm quá nhiều lợi nhuận rất nhiều anh chị bảo hùng là thị trường bây giờ ép không đầy làm sao mà xuống được mà thị trường đợt rồi nó vẫn xuống mười mấy phần trăm ấy chứ đúng không thì hôm nay chia sẻ với anh chị khách hàng của mình hoặc những người thân thiết của mình mình hay bảo là thường ấy cái thất bại lớn nhất của mọi người sẽ gặp được đó là khi mà mọi người thành công nhất khi mọi người trở nên quá tự tin và khi mọi người cảm thấy chứng khoán là một kênh rất dễ để kiếm tiền thì đó là lúc thị trường nó sẽ trả lời cho bạn là không không phải chứng khoán nó chỉ khốc liệt sau mỗi chiến tranh cho mọi người đúng không nếu anh chị nào trải qua cái adc thì mọi người xử lý hôm sau cũng được mọi người để ý uh... mọi người để ý chứng khoán đó. tôi mỗi trong thời gian vừa rồi cũng tin chắc là những anh chị nào đang xem livestream này của Diva chắc chắn là những người cũng kiếm được rất nhiều tiền thì thị trường và chắc chắn cũng cũng giống hùng đôi là chúng ta rất tự tin đúng không mình tin là anh thế mọi người công nhận không nếu mà ai mà đợt rồi cảm thấy tự tin chứng khoán dễ kiếm tiền và soi thị trường nó vả cho cái thì nếu mọi người thực sự là là những người trung thực thì mọi người để comment còn nếu mọi người cảm thấy không mọi người cảm thấy là mình <laughs> không kiếm được tiền mà vẫn bị nó vả thì thì thường nghĩ là cũng nên comment cả đúng không đấy là thực ra đấy là một điều mình thấy đa bát nói cực kỳ đúng Tại vì thời điểm đó khi ông Davat ông biến khoảng 36.000 đô la thành khoảng 500.000 đô thì ông nhận thấy rằng ông rất tự tin ông mua được cả vị trí ở phố Wall mà mọi người biết một nhà đầu tư mà mua được một vị trí ở phố Wall thì rất kinh khủng nhá mọi người nhá. Nó như kiểu một văn phòng đại diện đấy. Nhá. Cái đợt rồi tin chắc là như vậy, đúng không? Thị trường nó tăng rất mạnh. Có lẽ đợt rồi viên đấy thì nó chỉ thua, và nói mọi người, nó chỉ thua những năm 2018 Tại vì từ đấy trong đợt rồi từ tháng 2 mà trong vòng từ nó tăng từ 1.100 à 1.000 lên 1.400 là tăng 40 trong có tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 5 6, 5 6 tháng nó tăng có 6 tháng mà nó tăng 40 thì cũng nghĩ là chắc là nhiều người nhắm mắt khả năng cũng, cũng kiếm được tỷ suất khoảng 50 40 trăm đúng không? Mọi người để ý không ạ? Mọi người để ý không? Khi và khi mà chúng ta quá tự tin, chúng ta nghĩ là chứng khoán dễ kiếm lắm mà, đúng không? thì thị trường loại tát cho mình phát tỉnh người luôn, tỉnh cả người luôn, thật sự là tỉnh người đấy, đúng không? Thiếu nghĩ rằng nếu ai mà gặp trường hợp đấy, thì mọi người cũng phải cũng cảm thấy may mắn vì mình đã gặp nó sớm để sau này mình không bao giờ lặp lại nữa, đúng không? thì, gần như là 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 ông đa bát ông nói rất thực tế ông thấy là đa số nhà đầu tư đợt rồi là bị cái tư tưởng đó và mọi người bị một cái tư tưởng mà ông phải chia mọi người biết vì sao hùng nói cho mọi người là giống năm 2018 không ạ tại vì năm 2018 nó cũng làm như vậy nó tạo cho nhà đầu tư một cái tư duy đó là thị trường chỉnh lại lên cứ chỉnh lại lên và và sau đó thị trường nó làm một lèo nó rơi một phát từ nghìn hai về về đến một nghìn và bao nhiêu nhà đầu tư mất sạch khoản lợi nhuận mình kiếm được trong cả năm 2018 trong 4 tháng đầu năm 2018 và ông tin rằng thị trường đợt này nó đã hình thành nhà đầu tư một cái tự tin và rất nhiều người tất nhiên bây giờ thì chưa đâu bây giờ ông nghĩ rằng cũng không đến mức mà phải mất lãi hết của năm 2021 tất nhiên nếu mà ai mà mà tính đầu năm 2021 thì chắc sẽ có nhiều người cũng mất tương đối ấy. Nhưng ông nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều lãi của năm 2021 Nhưng mà chỉ cần một đợt nữa nếu thị trường mà giảm mạnh tiếp Thì rất nhiều người đã tự tin trong tháng 5, tháng 6 Tháng 6 nó vào một phát và tháng tháng 7 này nó vào một phát đấy mạnh Thì mọi người sẽ biết rằng nó mất nhiều hơn cả những gì mọi người nghĩ Không tin là như vậy Và để sau này nếu ai gặp phải sai lầm của tháng vừa rồi, của thời điểm hiện tại Hãy nhớ rằng khi nào bạn quá tự tin, khi nào bạn thấy chứng khoán quá dễ kiếm tiền là lúc đó bạn phải hết sức cẩn thận và cẩn trọng. Đó là lý do vì sao mà ngày khuyên tất cả những người anh người chị của mình, kể cả những người đã tham gia thị trường lâu năm hoặc những người mới gia thị trường Hồng nay khuyên là kể cả lúc nào mình đầu tư thành công nhất hay gì cũng vậy, hãy luôn nhớ mình phải luôn nâng cao kỹ năng giao dịch của mình đúng không? Ờ ừ, nói chung là có thể đọc sách, phải tìm nếu ai mới thì nên tìm hiểu những khóa học đầu tư để nâng cao kinh nghiệm thêm để hoàn thiện thêm hệ thống giao dịch của mình. Tôi nghĩ đấy là một cái cách rất là tốt, đúng không? Tất nhiên thì cái này thì ai tham dự khóa của Tivi thì cũng sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể thêm kinh nghiệm. Và bắt buộc rồi, mọi người phải 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 nhớ rằng những cái gì mình đạt được ngày hôm nay có thể nó là một may mắn một phần nào đó và mọi người không bao giờ được quá tự tin và đừng bao giờ đặt mình trên thị trường. Đừng bao giờ đặt cái tôi của mình trên thị trường. Thị trường không bao giờ cần biết bạn là ai đâu. Thị trường luôn luôn mạnh hơn bạn mình đấy là điều mà khuyên và rất nhiều người khi mà đã tự tin rồi thì thị trường nó vả cho một cái và chuyển sang mất lãi đúng không đúng không mọi người nhớ khi mình trở lên tự tin rồi thì thị trường nó tát cho mình cái nhưng không đấy không phải là điều tồi tệ nhất mọi người ạ đấy không phải là điều tồi tệ nhất điều tồi tệ nhất là điều mà ông nicolas davat ông nói cái thứ ba này không? giao dịch trong tuyệt vọng khi không thành công đây là điều mà ông thấy thực sự đây là một cái câu trích dẫn rất, rất nổi tiếng của davat hầu hết thất bại lớn nhất của bạn đến từ ba điều và điều cuối cùng là điều mà ông nghĩ rằng nó sẽ quan trọng và quyết định thành bại của bất kỳ một nhà đầu tư nào đó là giao dịch trong tuyệt vọng khi không thành công khi bạn tự tin thị trường tát cho bạn một cái không bạn vẫn sống được nhưng khi mà bạn bị ăn tát rồi mà bạn lại muốn tiếp tục chiến nữa ấy. Đúng không? Thì mọi người biết rằng là gì ạ? Mọi người có nhớ không? khi mà đi đánh mọi người xem rất nhiều video thần bài của Thinh Trì hay là kể rất nhiều những phim Ví dụ hôm trước ông xem cái phim 21 đó nói về cái bọn uh, sinh viên khi đánh mà đến đoạn thua ấy. Thua là hăng máu càng đánh càng thua Đúng không ạ? Càng đánh càng thua ông Rất nhiều người mọi người biết không? Khánh Kiệt luôn, cả, cả cái phim gì trước ở Hàn Quốc càng đánh càng thua Đúng không? Mọi người nhớ không ạ? phim rách trột đấy đúng không cái, cái thằng người đánh càng đánh càng thua đó thì đó là cái điều thứ ba của đa ông nói giao dịch trong tuyệt vọng khi không thành công thì mình chia sẻ mọi người rằng đây là một cái mà sau này thì thì nó sẽ là một cái kim chỉ nam mà bất kỳ nhà đầu tư nào nếu mà mọi người muốn thành công thị trường mọi người phải vượt qua được cảm giác này nên đợt rồi hùng biết là rất nhiều anh chị rất muốn kiếm tiền rất nhiều người muốn gỡ gạc rất nhiều người thực ra là có rất nhiều anh chị còn inbox cho hùng bảo là kiểu vừa đợt rồi thua lỗ bây giờ bắt buộc phải gỡ thì hùng chia sẻ với mọi người rằng thực ra mình làm một người tư vấn ấy lúc nào mình mong điều tốt đẹp nhất cho khách hàng của mình và thậm chí mình là nhà đầu tư mình cũng luôn mong đối tác của mình sinh lời, đó tại vì hùng có quản làm quản lý tài sản nhưng mà có giai đoạn mình không thể làm gì được vì thực ra thị trường nó không ủng hộ nên là lời khuyên của hùng những ai đang xem livestream này mà mọi người đang 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 đang, đang bị lỗ ấy, thì lời khuyên của hùng ấy đúng không? Là hãy bình tĩnh trở lại Hãy bình tĩnh trở lại Đừng cố Mọi người kiếm trong uptrend rất là dễ Nhưng mọi người kiếm trong downtrend Nó khó uptrend cả nghìn lần Và thậm chí mọi người không kiếm được đâu. Đúng không Cái tư tưởng khi vào Vừa đánh Khi mà bắt đầu vào sới bạc Ngày xưa đấy đúng không Người ta bảo vào phát một tiền Có cái khoản vay đập ngay đầu mình Thì làm sao mình có tinh thần đánh tiếp được lên lời khuyên của ông thực ra cái đoạn này Hùng không muốn nói đâu tại vì trong thời gian mà rất nhiều anh chị có tư tưởng như này nên hùng phải chia sẻ mọi người trong cái livestream này là đừng bao giờ cố gắng gỡ lại những gì đã mất khi mà thị trường nó không ủng hộ đấy là lời khuyên của Hùng nhá đấy là lời khuyên của Hùng đừng bao giờ giao dịch trong tuyệt vọng khi không thành công tức khi mà đã thua lỗ rồi thì tốt nhất là lên bình tĩnh trở lại đấy là lời khuyên của ông là như vậy tại vì hùng biết là rất nhiều anh chị đang xem livestream này của TVI mọi người đang bị một khoảng thua lỗ nào đó đúng không Đấy, đấy là lời khuyên hùng là khi mà đang thua lỗ thì thì hãy chậm lại chậm lại hãy uh, mọi người sẽ làm gì ạ ông chia sẻ với mọi người thêm một cái nếu bạn đang thua lỗ thì mọi mọi người lên làm gì ạ nếu mọi người đang thua lỗ thì lời khuyên đầu tiên của mình, lời khuyên của mình, đầu tiên của mình là giới hạn số lỗ tiếp theo cái điều này là điều rất quan trọng và điều này là điều mà Kim chỉ Nam trong cái việc mỗi lần Hùng đứng dậy sau thất bại đấy Hùng phải chia sẻ một cái giới hạn số lỗ tiếp theo là gì thứ nhất là nếu mọi người đang cầm tiền à nếu đang cầm cổ phiếu đây là lời khuyên của Hùng tất nhiên thì phải chia sẻ với mọi người là từ lâu rồi mình cũng chẳng bao giờ bị cái tình trạng kiểu điên rồ kiểu thua lỗ nó triền miên đâu tại vì thực ra mình khi mà đã rất nhiều lần sai lầm rồi thì lúc nào mình cũng phải giới hạn số lỗ tiếp theo lời khuyên của Hùng nếu mà bạn đang cầm cổ phiếu full hoặc là gần full chung là thực ra full là đã sai tất nhiên những người này là sai 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 lầm rồi tức phải sai rồi sai với cầm phun bây giờ chứ đúng không thì lời khuyên ông là giảm vị thế và nhớ là tối đa lỗ là bao nhiêu tối đa lỗ 10 phần trăm tức là ví dụ bạn có khoảng ví dụ bạn có một tỷ mà bây giờ về khoảng 800 thì bạn không được phép để số lỗ này về dưới 700 triệu Đấy là lời khuyên Hùng Hùng ấy nói là thà chết Ta cũng không bao giờ để lỗ thêm 10% nữa Đấy là lời khuyên Hùng Đó. Nếu bạn lỗ 20% bạn chết rồi Đúng không? Bạn từ đây Tại vì thực ra nếu mà cá nhân Hùng ấy Thì chắc chắn 1 tỷ về 800 thì Hùng sẽ clear luôn để, để im 800 Mà đánh lên lại từ đầu Nhưng Hùng không biết là mọi người bao nhiêu Nên Hùng nghĩ là Mọi người nên giới hạn số số lỗ là Nên 1 tỷ về 800 đúng không? thì không để số tám bảy trăm nữa đúng không cái thứ hai là nếu bạn đang có tiền thì lời khuyên đúng là chờ thị trường đúng không chờ thị trường ờ, đầu tiên thì sẽ nói là giới hạn số tiền tham gia Đúng không và chờ thị trường tức là nếu mỗi lần bạn tham gia gọi là lúc đấy bắt đầu kiểu đi không phải gọi lúc đấy là tâm lý không tốt rồi thì giới hạn số tiền tham gia khoảng dưới 20 phần trăm tầm đấy đúng không cái này là chờ thị trường thứ nhất là có bùng nổ theo đà ờ, trời chưa bùng nổ theo đà và chọn cổ phiếu đúng không cái điều thứ ba là gì ạ cái gì ạ. trời ơi, trường và chọn phiếu đúng không? Bởi vì bắt đầu tham gia dần dần. Cái đoạn giới hạn số tiền tham gia dưới 20% ấy là tại vì hùng tránh trường hợp lúc bạn bị hoảng rồi, bạn đi hoảng rồi nên là 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 bạn sẽ ấy bạn sẽ mua bừa vãi nên là hùng nghĩ là giới hạn số tiền tham gia và lúc đấy thường hùng sẽ nếu mà có tham gia thì bạn sẽ phải dựa vào hỗ trợ kháng cự của thị trường đúng không và cái cuối cùng tha là vì thế và cuối cùng đương nhiên là bạn phải hoàn thiện phương pháp rồi cái cuối cùng là phương pháp đúng tại vì khi bạn đã làm lại một cuộc chơi thì bạn phải có phương pháp đúng thì cái đấy là cái quan trọng nhất thì đấy là lời khuyên của nếu ai mà đang bị bị cái tình trạng mà mà, mà nếu mà đang thua lỗ mà người sẽ làm như này đấy là lời khuyên của mình. đấy là lời khuyên của mình. nếu ai mà ai mà đang bị còn tất nhiên không bị thì thôi đó như nếu ai đang bị thì, thì nên nên nhớ cái điều này nha nên nhớ cái điều này đừng có cố gắng giao dịch giao dịch nhiều càng giao dịch càng chết càng giao dịch càng chết chắc luôn đấy càng giao dịch càng chết nha càng giao dịch càng chết và tất nhiên nếu mà bạn cầm đúng cổ phiếu mạnh rồi ấy, nếu mà cầm đúng cổ phiếu mạnh mà TVI hay nói thì bạn nên nắm giữ thôi nhưng mà nếu ai đang thua lỗ mà đang cố gỡ thì mọi người xe sẽ, 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 sẽ lưu ý điều này nha đấy đấy là lưu ý điều này Tôi chia sẻ thực sự mọi người ấy. Mình đã gặp rất nhiều cái thất bại, đặc biệt là cái thua lỗ kinh khủng nhất của một nhà đầu tư là khi cái dạng mà giao dịch trong tuyệt vọng thì không thành công. Cái giao dịch trong tuyệt vọng thì không thành công là một cái rất là là ừ, rất là khủng khiếp luôn mọi người, nó bào mòn tài khoản nhanh kinh khủng. Mình chia sẻ mọi người thực sự ấy, mình thì hùng ngày xưa cũng bị như vậy. Cái lúc nào mình cố gắng gỡ gạc không cuối cùng chẳng gỡ được gì mà xong cứ lỗ lỗ mà đến khi mình nhìn lại mình sốc luôn ấy, đáng lẽ mình dừng lỗ để mình chỉ lỗ 10% nhưng cuối cùng mà khi mình dừng lỗ lỗ toàn đến 30 40 đấy mình chia sẻ với mọi người thực sự như thế à, sau đó thì mình mình uh, mình có làm lại bao giờ cũng vậy lúc nào mỗi nhà đầu tư thì khi sai rồi thì mình bắt buộc phải làm lại và chuẩn chỉ hơn đấy là lời khuyên cùng với tất cả anh chị mà đang xem livestream từ TV nếu ai mà đang bị cái tình trạng mà thua lỗ đúng không mà thua lỗ mà cố gỡ thì lời khuyên của mình là như thế cơ hội nó sẽ vẫn đến thôi nhưng mà bạn không đủ tiền để chờ nó đến thì nó sẽ rất là rủi ro sau này trong quá trình mọi người đầu tư kiếm được tiền từ thị trường nha đấy là những gì mà ông muốn chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm của Nicolas Davat một người mà kiếm từ 36.000 đô lên 2 triệu đô trong vòng khoảng 18 tháng tăng khoảng 60 lần tài khoản và đây là ba điều mà ông chia sẻ với mọi người để tránh thua lỗ lớn khi bạn từ bỏ nguyên tắc của bạn khi bạn trở nên quá tự tin và đặc biệt giao dịch trong tuyệt vọng khi không thành công đấy là lời khuyên của Hùng trong cái livestream này nếu ai mà đang gặp phải cái vấn đề như vậy và ai cũng có thể làm lại được, Đã đa vát cũng như thế, và hùng cũng vậy và hùng tin là bất kỳ một nhà đầu tư nào cũng vậy đấy là lời khuyên của hùng nhá Ok, đấy là những gì hùng muốn chia sẻ mọi người trong cái chủ đề ba uh, 3... chủ đề 3 sai lầm gây ra thua lỗ lớn ở hôm nay thì uh, rất mong được chia sẻ của anh chị trong cái uh, livestream stream uh, hoặc cái video này thì mọi người có thể để lại comment là phần bình luận cũng như là một chủ đề nào đó mọi người quan tâm về thị trường chứng khoán thì hùng sẽ cũng sẽ chia sẻ cho mọi người Ờ, trong thời gian tới nha trong cái giai đoạn hiện tại thì là giai đoạn mà chúng ta sẽ nâng cao kỹ năng giao dịch ờ, tốt nhất thì nếu ai mà đang 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 đang, đang muốn uh, chia sẻ từ tvi thì mọi người có thể comment một chủ đề nào đấy mà mọi người muốn hùng chia sẻ trong livestream hàng ngày ngoài vấn đề thị trường nhá còn nếu ai chỉ muốn xem livestream thị trường thì chỉ cần khoảng 23 phút đầu tiên thôi còn những uh, thời gian sau thì hùng sẽ chia sẻ về thị trường nhá thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem livestream hôm nay một lần nữa chúc mọi người ngủ ngon và một tuần mới đầy thành công và đừng quên like hoặc là chia